Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em giới thiệu đến các mẫu xe đạp Trek Alpha 1000 được trang bị bộ chuyển động Shimano, một mẫu touring cho các bác thích thể thao đường phố, đi những cái tuyến đường bình thường hàng ngày thì các bác thể thao đi những chiếc xe kiểu touring như thế này thì nó rất là phù hợp. Bánh 700c, khung nhôm nước sơn nguyên bản, tông màu đỏ pha với cả chút màu đen và giả những cái đường vân carbon rất là đẹp. Khung nhôm, trọng lượng xe thì cũng khá là nhẹ, chỉ khoảng chục cân, hơn chục cân chút. Khung nhôm thì bản chất thì nó đã khá là nhẹ rồi. Đẹp, được trang bị bộ đùi MSA của Mỹ, bộ chuyển động của Shimano, cặp bánh hơi cao bản, hơi dày một chút của Shimano 500, và bánh đồng bộ Shimano thì không bao giờ họ làm cuối lỗ. Chưa có loại Shimano nào là cuối lỗ. Ni lông cổ phốt Tổng Yên, đồng bộ Bontrager, phụ tùng rất là tiếng, sản xuất riêng cho những cái hãng xe Trek. Thương hiệu Trek thì cũng khá là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thương hiệu rất là đẳng cấp, luôn có ra đời những chiếc xe mà xe đua hay là địa hình luôn đứng top đầu thế giới về cái chất lượng Trek rất là xịn. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, khóa cọc yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Xe sẽ phù hợp với các bác từ khoảng 1m64, 1m64, 1m65 đến khoảng 1m75 khi phù hợp. Mình có bộ lip 8 tầng và 2 tầng đĩa cho xe có 16 cấp độ khác nhau. Động thì cực kỳ là mượt mà, nó ra được trên hình. Chín mươi chín phần trăm đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.